Bầu trời thật là trong xanh. Long, nghĩ như một xíu là chúng ta đi tiếp. Ừ. Ê, nhìn giống là hình bóng của con Tính nè. Ừ. Để anh cho nó ăn viên cửa đồng. Cái gì vậy Tại? Chết mày chứ con. Trời ơi, bữa hổm một ông đã mất chết rồi. Bữa nay hai ông luôn hả? Hello, đi tiếp không? Ừ. Hai ngày đi đâu vậy hai ngày? Wow, cái này ngon nè. Ừ. Cái này hề uống không có được đâu mà uống. Dạ có cho không? Không đó là sao? Nói lại một lần nữa cho không? Một trong hai được không? Oh no. Mày đừng giết lần phẩm nha. Má, mình lớn vậy, thằng lẽ thua hai nhỏ ta. Không được, mình không để cho nó ăn bánh mình dễ dàng như được. Phải cho thằng một viên mới được. Gì? Thấy vậy mà nhát nha. Ừ đúng rồi. Mới hụt xíu cũng sợ nữa. Giá bằng bánh của anh hả hai cưng? Nó nhiều quá ăn đi. Ừ. Đạn này con. Đạn này con. Mí chứ con tàu hả? Chạy hả? Giết nó. Đứng lại. Chết cha, gì nữa hả? Đứng lại. Trời ơi, đi hoài. Mệt quá Lâm ơi. Ừ, mệt rồi mày ơi. Thôi, chạy hết nổi rồi. Anh đầu hàng. Tính ra em đúng rồi. Núp đường rồi kìa. Đầu hàng luôn. Ừ. Bỏ nha, mình xanh bắn chết đó. Về Lâm ơi, mệt quá. Ừ, nhớ đăng ký với bạn. Về. Nhờ anh hai này nó hèn, chứ hai này mà nó giữ là chết luôn rồi. Thôi bỏ đi, nhớ đăng ký nha bạn. Về. Yeah.